Một hộp cát, một giọt nước Những việc không đáng nói Cũng đều Có thể chuyển biến được đó Thấy đều chuyển thành tình nghiệp Đó chính là bạn chân thật Hiểu được hồi hướng Bạn biết hồi hướng rồi Thấy đều chuyển thành tình nghiệp Đem phiền não Chuyển thành bồ đề Đêm sanh tử chuyển thành niết bàn chuyển nhiễm thành tịnh chuyển tà thành chánh chuyển vọng thành chân chính ngay bạn biết chuyển như vừa rồi mới nêu ra cho bạn một thí dụ người ta đến tìm bạn bạn hoan nghị cung kính mà nhìn họ vì họ chính là a di đà phật ta liền chuyển biến họ thành a di đà phật đó gọi là hồi hướng. Bạn vẫn đem họ xem thành chúng sanh. Vẫn đem họ xem thành quan gia. Vừa thấy liền tức giận, bạn thật không thể vượt qua. Vừa thấy thì phiền não liền khởi hiện hành, nghiệp chướng hiện tiền. Lập tức liền đọa lạc. Bạn vừa chuyển, vừa chuyển thì liền thành Phật. Trong khoảng một niệm Đại sư Ngậu Ích nói rất hay Cảnh duyên không tốt xấu Cảnh là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Phải bình đẳng Quyết định không có tốt xấu Tại vì sao vậy? Duy tâm sở hiện Duy tâm sở hiện Tâm chính là Pháp giới Tâm chính là Như Lai Cho nên tôi thường nói Tất cả người, tất cả vật, tất cả việc Đều là thị hiện của chư Phật Như Lai Các vị nghe rồi không tin tưởng Tôi nói lời thật Các vị không tin tưởng Nói lời giả thì các vị đều tin tưởng Nói lời giả là những chúng sanh này quá khứ đã tạo ra nghiệp thiện nghiệp thiện báo ác nghiệp ác báo thì bạn tin tưởng đó là gì vậy là lời giả không phải chân thật đó là tùy thuận chúng sanh mà nói nếu như tùy thuận phật bồ tát đã nói thì không như vậy sơn hà đại địa tất cả người sự vật đều là chư phật bồ tát thì hiện mà thôi đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Thấy đều là báo thân của chư Phật Bồ Tát. Thấy đều là pháp thân của chư Phật Bồ Tát. Đây là nói lời chân thật với bạn. Nói thật thì bạn không tin tưởng. Nếu bạn có thể tin tưởng, bạn đem cảnh giới chuyển đổi lại, chúc mừng bạn, bạn vào được pháp giới nhất chân rồi. thành Phật có gì khó đâu chỉ giữ một niệm dạng pháp nhất như dạng pháp bình đẳng bao gồm tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước khói tan mây tán không gì có được vấn đề chính là bạn có nhận biết rõ hay không bạn có thấy được rõ ràng hay không bạn có thể chuyển đổi được hay không Đó là thông thường chúng ta gọi là tạo nghiệp Bạn nghiệp liền tự tại Vừa chuyển đổi lại thì tự tại Cái thứ năm gọi là thọ sanh tự tại Cái này thì dễ hiểu Thì hiện thọ sanh Như quan Thế Âm Bồ Tát đã nói Đáng dùng thân gì để độ Thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ thì hiện này có hai loại một loại là ứng thân thì hiện một loại là hóa thân thì hiện ứng thân thì hiện thì phải đến đầu thai phải ở thế gian này một thời gian tương đối dài giúp đỡ những chúng sanh cổ nạn đó chính là thị hiện ứng thân Loại thứ hai là hóa thân thị hiện Hóa thân thị hiện Là giúp cho một người Giúp số ít người Thời gian rất ngắn Như chúng ta xem thấy ở trong Hư dân lão hòa thượng niên phổ Lão hòa thượng bái ngũ đài Ba bước một lạy Đường dài xa thẳm Thời gian rất dài Những chiều đói lạnh Giữa đường bị bệnh Ở nơi hoang dã Ai mà đến giúp cho ngài Ngài bị bệnh rồi Và lúc này Bồ Tát Giang Thù thì hiện Bồ Tát Giang Thù Biến thành một người ăn sinh Dường như là cũng vừa lúc đi ngang qua nơi đó gặp được Xem thấy Lão Hòa Thượng bị bệnh Chăm sóc cho Ngài, giúp đỡ cho Ngài Khi Lão Hòa Thượng bệnh được thuyên giảm hơn một chút Thì ông liền đi Loại này gọi là hóa thân thị hiện Điều này chúng ta không dễ học được Chúng ta không có cái năng lực này thế nhưng chúng ta có cách tu học gần giống có phương pháp tương trợ thế gian có vô số những xã đoàn khác nhau những hoàn cảnh nhân sự khác nhau chúng ta ở một cái đoàn thể nào phải nên dùng phương pháp của một đoàn thể đó để nói Pháp. Cũng xem là tùy loại thị hiện. Chính tôi cũng thường hay gặp phải những sự việc này. Hoặc giả là chúng ta đi thăm giếng các tôn giáo khác. Cũng có lúc các tôn giáo khác đến thăm diễn chúng ta. Thần phụ của Thiên Chúa giáo, mục sư của Cơ đốc giáo, A hồng của Islam giáo. Tôi đã từng gặp qua họ. Khi tôi gặp họ, tôi liền chắp tay trước. Khi họ đến thăm tôi, tôi liền gọi họ là Bồ Tát. Không cần họ gọi tôi trước, tôi liền chắp tay hành lễ với họ trước. Xem thấy thần phụ Bồ Tát của Thiền Chúa Giáo. Họ nhìn thấy tôi, sức hoan hỷ, cung kính, hành lễ đối với họ. Họ cũng rất là vui mừng. Tại vì sao xưng ta là Bồ Tát? Bạn là Bồ Tát. Tôi làm sao là Bồ Tát Bạn chân thật là Bồ Tát Khi họ lại truy hỏi Bồ Tát là một người có trí tuệ Có giác ngộ Bạn có phải gì không Không sai Vậy thì bạn không phải thật là Bồ Tát hay sao Nên gì là giả được chứ Đây cũng gọi là Tùy loại hiện thân Tùy cơ nói Pháp Sau đó đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Phật Pháp có chứng ngại gì đối với tôn giáo của họ hay không? Không hề có chứng ngại Phật giáo là trí tuệ Bạn tín ngưỡng tôn giáo của bạn Tính độ tôn giáo của bạn có cần học trí tuệ hay không? Thượng Đế có phải mong muốn con cháu của ông Mỗi buổi đều là đầu óc của muội hay không? Tôi tin tưởng Ý Thượng Đế không phải như vậy Thượng Đế nhất định hy vọng con cá của Ngài rất thông minh, rất có trí tuệ. Vậy rất thông minh, rất có trí tuệ thì phải làm sao? Cùng học tập với vị thầy giáo Thích Ca Mâu Ni Phật này. Đến học. Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy giáo của bạn. Thượng Đế là cha của bạn. Không hề có xung đột. Vấn đề này chẳng phải lập tức được giải quyết rồi hay sao? Vậy giải quyết. Họ nghe rồi cũng rất hoan hỷ Cho nên khi thọ thân tự tại Chúng ta vận dụng nó Ngay trong mỗi mỗi trường hợp khác nhau Chúng ta cũng có thể thể hiện Các loại thân phận khác nhau Đến giúp đỡ những chúng sanh Cần đến sự giúp đỡ Cho nên trong đây Phật Pháp gọi là phương tiện khéo léo Phương là phương Pháp Tiện là rất thích hợp Cái phương Pháp này dùng được rất thích hợp Thì gọi là phương tiện Thiện là như vậy Quyết không trái với nguyên lý, nguyên tắc Nguyên lý, nguyên tắc nhất định phải nắm vững cái nguyên lý nguyên tắc người thế gian gọi là chân lý phật pháp gọi là tánh đức quyết định không trái với tánh đức trong tự tánh vốn đủ đó gọi là thiện đương nhiên loại phương tiện khéo léo này cần phải có sự tu dưỡng tương đương sau đó bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể làm đến được làm được rất tự tại làm được rất tự nhiên không phải là làm bộ ra vẻ làm được rất tự nhiên